Trong bối cảnh Bắc Triều Tiên gia tăng căng thẳng bằng hàng loạt vụ phóng thử nghiệm tên lửa đầu năm 2022, Ngoại trưởng ba nước Hàn Mỹ-Nhật đã nhất trí nhóm họp trực tiếp tại Hawaii, Mỹ vào ngày 12 tháng 2 tới. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, Ngoại trưởng Anthony Blinken sẽ nhóm họp với người đồng cấp Hàn Quốc Tong Yong và Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Hayashi Yoshimasa thảo luận phương án hợp tác nhằm đối phó với chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cũng cho biết, ba bộ trưởng sẽ trao đổi ý kiến về các vấn đề quan tâm chung. Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên của quan chức cấp cao chính phủ ba nước sau các vụ phóng tên lửa từ đầu năm đến nay của Bắc Triều Tiên. Có vẻ như Ngoại trưởng ba nước sẽ thảo luận về đối sách liên quan tới việc miền Bắc liên tiếp phóng tên lửa bộ sư thanh, tên lửa đạn đạo tầm trung từ đầu năm, khiến căng thẳng trên bán đảo Hàn Quốc leo thang đồng thời còn để ngỏ khả năng rút lại cam kết những thử nghiệm hạt nhân và tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Việc Bộ trưởng Ngoại giao ba nước gặp mặt được cho là đã cân nhắc tới khả năng Bình Nhưỡng có thể sẽ có thêm động thái đẩy cao căng thẳng. Trong bối cảnh ngày 16 tháng 2 tới sẽ là kỷ niệm ngày sinh của cố chủ tịch Kim Jong-il và liên quân hàng Mỹ dự kiến sẽ tập trung chung trong tháng 3 và 4. Nhưng hội nghị ba bên, Ngoại trưởng hàng Mỹ dự kiến sẽ có cuộc họp song phương. Dư luận cũng quan tâm tới khả năng diễn ra hội nghị Ngoại trưởng hàng Nhật. Nếu vậy, đây sẽ là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên của hai bộ trưởng kể từ sau khi Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio nhậm chức